Rất hân hạnh được gặp lại khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng bán nhà của Vấp Tân Bình cũng như website nhadatbahung.com. Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố với diện tích cực khủng là ngang 4m và độ dài là 19m, được xây dựng kết cấu là một trệt, hai lầu, một sân thượng, gồm có các công năng như là một 2m sân để xe máy này, một gara xe hơi rất dài, một phòng bếp rất rộng và khoảng giếng trời phía dưới luôn, và 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau, với hướng chính là hướng chính bắc nhà quý hàng ơi, phù hợp với những người thuộc hướng là đông tứ trạch. Đây là khu vực mặt tiền của căn nhà này. Nhà này thì nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, và với diện tích là ngang 4m, độ dài là 19m, xây dựng kết cấu là một trệt hai lầu một sân thượng, và giá bán với giá rẻ thôi chỉ có 5.900.000 đồng, còn thương lượng mạnh với cơ nào thiện chí nha. Đây sẽ quay sơ qua khu vực mặt tiền của quý hàng cho quý hàng thấy này, thiết kế rất là mới luôn, rất là đẹp. Theo kiểu mini phố hiện đại năm 2019 nha, nhà này xây mới hoàn toàn luôn, xây mới năm 2019 nha quý hàng ơi. Vâng, sẽ đi lại góc phía bên này để cho quý hàng dễ nhìn này. Đây là lớp cổng của nhà mình này. Nhà này thì có hai lớp cửa, lớp cổng ngoài thì làm bằng sắt và được mạ một lớp màu xanh rất đẹp luôn, còn hai bên cột và phía trên thì được ốp đá hoa cương và được lợp một lớp ngói thái này, rất là cao cấp luôn. Và đây là con hẻm trước nhà mình này, con hẻm này thì có độ rộng khoảng chừng 5m và là một con hẻm thông một trục đường Phạm Văn Chiêu, một con hẻm thông nha quý hàng ơi, một con hẻm thông ra đường Lê Văn Thọ cũng như là đường số 9 đường cây châm, con hẻm thông tứ hướng luôn. Đây, con hẻm 5m có thể di chuyển thuận lợi một chiếc xe hơi 7 chỗ vào lọt bên trong căn nhà luôn. Đây là khoảng 2m ra sân để xe máy này, chúng ta có thể thuận tiện để được khoảng chừng 5 đến 7 chiếc xe máy tại đây nha, rất là rộng rãi luôn quý hàng ơi. Hai bên thì đã được ốp gạch lên tường lên cao khoảng 1m rồi, rất sạch sẽ luôn, và phía dưới cũng được ốp gạch rồi. Đây, rất sạch sẽ nha. Bên trên thì được lợp một lớp ngói thái này, cũng như là bừa đá được đổ đúc lên ra khoảng chừng 2m. Và đây là khu vực lớp cửa chính của nhà mình này, một lớp cửa gỗ cam xe, một lớp cửa gỗ cam xe rất cao cấp luôn quý hàng ơi. Đây, một lớp cửa gỗ cam xe rất cao cấp, rất là bền. Và đây là khu vực gala xe hơi cũng như là khu vực phòng khách của nhà mình, thì vẫn như cũ, vẫn được gia chủ ốp một lớp gạch màu trắng 80, lớp gạch 80 nha quý hàng ơi. Phía hai bên tường thì được xây tường rất dày luôn, xây tường 40, và để làm một chiếc kệ làm theo kiểu rất có khác biệt luôn, là một chiếc kệ như thế này này, chúng ta để đồ lưu niệm, có ốp gỗ nha. Và phía trên này thì được dán một bức tranh những chú ngựa rất là mới luôn. Phía trên trần thì được gia chủ làm một lớp thạch cao này, cũng có đèn chùm, ánh sáng thì rất lung linh luôn, rất là đa sắc màu, rất là nhiều màu sắc. Phía này thì cũng được dán một bức tranh và làm những đường len đường chỉ rất là họa tiết, rất là đẹp, bức tranh hoa rất là đẹp nha quý hàng. Còn phía bên đấy thì được gia chủ dán một làm một bức tranh một con công đang đậu trên một ngọn cây. Theo đây là tranh đắp bằng hồ nha quý hàng ơi, đắp bằng hồ nha, rất là công phu luôn bức tranh đắp. Khoảng phòng khách này thì dài khoảng chừng 7m và chúng ta có thể để được một chiếc xe hơi 7 chỗ vào đây luôn. Căn nhà này thì có diện tích cực khủng và cực hiếm như thị trường bất động sản quận Gò Vấp, với diện tích là ngang 4m, độ dài là 19m, thì rất là hiếm luôn, rất là hiếm nhà nào có diện tích như vậy nha, mà giao bán với giá chỉ có là 5.900.000 đồng thôi. Đây là khu vực cầu thang này, khu vực cầu thang của nhà mình thì vẫn như cũ thôi, vẫn là tay vịn và hai chiếc trụ này là gỗ cam xe đặc, và phía dưới thì được ốp đá hoa cương màu đen. Nhưng mà khác xíu thì nhà này làm hai bên thành là thành bằng sắt và được mạ một lớp vàng, rất là mới, rất là đẹp luôn.
Căn nhà này thì với hướng chính là hướng Bắc, phù hợp với những người thuộc hướng là Đông Tứ Trạch nha. Và rất là hiếm căn nhà nào với giá là 5 tỷ 900 triệu đồng mà có diện tích cực hiếm luôn, là ngang 4, độ dài là 19m. Thì quý hàng còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ đến nhà đất Bá Hưng. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0933 830 756 để được Bá Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà này nào. Căn nhà với diện tích rất hiếm luôn, rất là khó gặp nha quý hàng ơi. Và chỉ duy nhất có một căn này đang bán thôi, một duy nhất. Và nhà đất Bá Hưng rất hân hạnh được hôm nay được đến đây để gửi đến tất cả mọi người nha. Đây là khu vực phòng bếp này. Phòng bếp của nhà mình thì làm cao hơn phòng khách khoảng chừng 15 phân và cũng được ốp một lớp gạch 80 màu trắng. Được gia chủ bố trí một bộ tủ bếp gỗ cam xe này. Bộ tủ bếp gỗ cam xe rất là dài luôn. Một không gian nhà bếp thì rất là dài, dài khoảng chừng 8m, 8-9m gì đó. Rất dài luôn. Đây, một bộ tủ gỗ cam xe rất là rộng luôn, rất là nhiều nặng. Cái hàng đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 can luôn quý hàng ơi. Quý hàng còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0933 830 756 để được Bá Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà giá rẻ này nào. Một diện tích cực hiếm là ngang 4m, độ dài là 19m, chỉ có kêu bán với giá là 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Như thường lệ thì căn nhà này mà như người khác thì sẽ giao bán với giá trên 7 tỷ đâu quý hàng ơi. Quý hàng còn chần chừ gì nếu mà không liên hệ đến nhà đất Bá Hưng. Bá Hưng sẽ dẫn đi quý hàng đi xem một trong những số căn nhà Bá Hưng đang giao bán trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp cũng như bất động sản quận Tân Bình nha. Đây, đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp thì được gia chủ dán gạch lên tường lên cao gần hết luôn, lên cao khoảng chừng 2m rưỡi này. Và phía trên thì cũng được làm một chiếc đèn chùm và làm thạch cao, ánh sáng rất là đẹp luôn, rất lung linh, màu xanh màu trắng pha lộn vào nhau rất là đẹp. Và đây là khu vực giếng trời của chúng ta, khu vực phía sau thì nhà này thì gia chủ tách ra khoảng 1m2 khoảng giếng trời phía sau và đã có ngăn một vách kính rồi, một vách kính cường lực 10 ly nha quý hàng ơi. Phía đây là khu vực giếng trời này thì được ốp gạch lên cao hết luôn. Khoảng đây rất mát luôn quý hàng ơi, Hưng bước vào mà gió thổi lồng lộng luôn. Phía trên thì đã được làm sát rồi và có một lớp kính bảo vệ rồi, rất là sạch sẽ luôn. Phía sau là một sân cầu lông, sân quần vợt nha quý hàng ơi, rất là tiện luôn, phù hợp với những gia đình đam mê thể thao thì rất là gần luôn. Phía sau là một sân quần vợt. Đây là khu vực nhà vệ sinh tầng trệt này. Và phía đây thì cũng gần, rất là gần với siêu thị và gần với mặt tiền Phạm Văn Chiêu. Đi ra khoảng mặt tiền Phạm Văn Chiêu khoảng chừng 30m đi bộ thôi. Và gần với các trung tâm thương mại này, khu vui chơi giải trí này, công viên xanh này, gần với trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, các trường đại học ở trên mặt tiền đường Quang Trung. Đây là Hưng sẽ quay lại khu vực phòng khách cho quý hàng dễ nhìn này. Thiết kế rất là đẹp luôn, được bố trí hai bức tranh. Bức tranh rất đẹp theo kiểu tranh phong thủy nha quý hàng ơi. Rồi cả nhà chúng ta cùng bước lên khu vực tầng 1, khu vực phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Thì nhà này vì có hướng Bắc và giao bán với giá chỉ rẻ thôi, có 5 tỷ 900 triệu và với diện tích thì rất hiếm luôn, theo Hưng thì rất hiếm. Hưng thấy rất ít căn nào với diện tích ngang 4, độ dài là 19m mà giao bán với giá là 5 tỷ 9 đâu. Và lại nằm trong một con hẻm 5m thông nữa. Căn nhà phố rất là hay luôn. Quý hàng mua căn này thì có thể mua để đầu tư thì tuyệt vời luôn, và có thể mở văn phòng công ty ở thì còn gì bằng nữa. Đây là khu vực phòng ngủ số 1 này. Khu phòng ngủ số 1 của chúng ta thì cũng được gia chủ ốp một lớp gạch 60 màu trắng, và phía tường là tông màu chủ đạo là tông màu trắng nha, và có pha lẫn một chút màu xanh dương của một màu xanh dương của những trần xuyên sáng này. Và có dán lên tường rất là trang nhã luôn, làm đường len đường chỉ rất đẹp. Đây, phòng ngủ rất là rộng thoải mái luôn, phòng ngủ rất dài. Chúng ta để một chiếc giường thì còn thừa rất nhiều chỗ trống để chúng ta để đồ nữa. Đây,
Đây là khu vực ban công. Ban công thì rộng khoảng chừng 1m2 này. Và đã có cửa ra ban công, có rèm cửa luôn. Và có lan can nha quý hàng, lan can và vách kính nha. Có đầy đủ hết luôn. Nhưng một căn nhà phố cao cấp luôn. Và giá chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Quý hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh để Bá Hưng có động lực để làm những video tiếp theo. Bá Hưng sẽ liên tục cập nhật một ngày từ 1 đến 2 video nhà bán tại quận Gò Vấp cũng như là quận Tân Bình. Thì Bá Hưng với phương châm làm việc thì tận tâm, tận lực, tận tình giúp quý hàng tìm được một căn nhà hợp lý nhất, giá cả phải chăng nhất và với pháp lý rõ ràng để quý hàng có một mái ấm và một căn nhà với sự vui vẻ, sự đầm ấm trong gia đình chúng ta. Okay, cả nhà chúng ta cùng bước lên, bước vào khu vực phòng số 2 này thì cũng bố trí một lớp cửa bằng gỗ cam xe rất là đẹp luôn. Và cũng được thiết kế như phòng số 1 nha. Đây, cũng gạch là gạch 60 và có dán dưới tường một xíu thôi. Rất là trang nhã và được sơn tường nước màu trắng. Nhà này thì đã đi sẵn đường ống máy lạnh rồi. Cứ hàng mua thì chỉ việc lắp liên hệ đến điện máy xanh thì họ sẽ lắp mình máy lạnh thôi. Phía trên thì cũng làm được làm thạch cao và làm một bức tranh trần xuyên sáng nha. Nhà này thì có 5 nhà vệ sinh, mỗi phòng ngủ thì có một nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh thì rất rộng rãi luôn, rất là thoáng luôn. Đặc biệt thì căn nhà này thì phía sau là sân quần vợt nên được chỗ cửa sổ phía sau ra nha quý hàng ơi. Đây, phòng nhà vệ sinh cũng có một cửa nhỏ này, rất là mát luôn, gió lùa vào thì rất mát vì phía sau là sân quần vợt. Đây, có cửa sổ ra phía sau này, mình sẽ quay sân quần vợt cho quý hàng thấy này. Đây này, sân quần vợt này, các vận động viên đang đánh quần vợt này, rất là nhiều sân luôn, hai sân. Và với những quý hàng có sự đam mê thể thao, chúng ta có thể vui chơi giải trí mỗi chiều tối nha, rất là hay luôn, sát với sân quần vợt cũng như là sân bóng đá mini, rất là hay và gần với trục đường Phạm Văn Chiêu. Cách trục đường Phạm Văn Chiêu chỉ chừng 30m đi bộ thôi, nằm ở phường 9 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với giá bán chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng. Một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài là 19, cực hiếm luôn. Giá thì rẻ rồi, cái hàng thấy chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Cái hàng chia ra thì giá thì cực mềm mại luôn. Cùng Hưng bước lên khu vực tầng 2, khu vực phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Đây, tôi sẽ quay sơ qua hai phòng ngủ này thôi, thì nó cũng giống với hai phòng ngủ phía dưới rồi. Thì cũng có cửa gỗ cam xe này. Phía dưới là một lớp sàn, một lớp sàn gạch 60. Rất rộng luôn quý hàng ơi. Và cũng được dán trên tường. Hình như là phòng này thì được dán trên tường khác với phòng phía dưới rồi. Trên thì làm thạch cao nhưng mà không có một bức tranh như khi nãy nha, hơi khác một xíu. Và cũng có ban công 1m2 này, cũng có cửa ra ban công, cửa sắt này, có rèm cửa luôn. Thì cũng hơi giống phía dưới nha. Đây, cái này thì được làm một chiếc cửa nhựa auto window, cửa sổ rất là mát luôn. Căn nhà phố Hưng bước vào thì cảm thấy rất là mát, rất là thoải mái luôn. Không gian thì rất là rộng rãi. Quý hàng ơi, còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ cho Bá Hưng. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0933 830 756 để được Bá Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà này nào. Giá rẻ thôi, chỉ có 5 tỷ 900 triệu đồng thôi. Quý hàng còn thương lượng nữa mà. Quý hàng hãy nhanh tay liên hệ đến số điện thoại của Hưng để được Hưng trực tiếp dẫn đi xem một trong số căn nhà Hưng đang giao bán trên thị trường bất động sản quận Gò Vấp cũng như là bất động sản quận Tân Bình. Một ngày thì Hưng sẽ ra liên tục từ 1 đến 2 video. Quý hàng hãy nhớ đăng ký kênh của Bá Hưng để được trực tiếp xem và cập nhật được nhiều căn nhà hơn. Hưng với nguồn nhà rất là nhiều luôn quý hàng ơi. Quý hàng hãy nhanh tay liên hệ đến Hưng để được đi xem và sở hữu một căn nhà vừa ý nhất cho quý hàng nha. Đây, có cửa sổ ra phía sau này, vẫn là sân quần vợt, rất là hay luôn. Ừ,
cả nhà chúng ta cùng bước lên khu vực cao nhất của căn nhà này này, khu vực sân thượng trước và sân thượng sau cũng như là phòng giặt, phòng thờ. Cái hàng hải kéo xuống phía dưới video nha, phía bên tay phải tiêu đề video đấy. Cái hàng hải có thấy chữ đăng ký đỏ đỏ đấy, cái hàng hải nhấn vào đấy để theo dõi nhà đất Bá Hưng ra video tiếp theo nha. Đây là khu vực phòng thờ. Đây cũng rất rộng rãi luôn, rất là trang nhã. Và phía đây là khu vực sân thượng trước, rất rộng, chúng ta có thể trồng cây cảnh hoặc là thiết kế một bộ salon ở đây, hoặc là một bộ bàn ghế bằng mây ở đây để chúng ta uống cà phê buổi sáng này, đảm bảo buổi tối này, rất là hay luôn. Và được gia chủ tặng một chiếc chậu cây đã có vách kính rồi, rất là an ninh nha quý hàng ơi. Bên trên thì đã có bình nước nóng lên mặt trời cũng như là các thiết bị máy nước nóng nha, đầy đủ hết rồi. Cái hàng mua thì chỉ việc dọn về ở thôi, rất là hay luôn. Căn nhà phố rất rộng rãi, rất thoải mái, gió thì lùa vào rất là mát luôn, rất thông thoáng một cái hàng hơi. Còn đây là khu vực sân thượng sau, khu vực sân thượng sau cũng rất rộng luôn, rất dài. Đây chúng ta thoải mái phơi đồ và đã có đường ống máy giặt rồi, cái hàng giặt và phơi đồ ở đây nha, chỗ đó nha cái hàng ơi. Đấy, đừng có máy giặt chỗ đấy. Và phơi đồ ở đây, trên thì đã lợp một lớp tôn rồi, rất là an ninh luôn. Nhà là thiết kế rất là hay và đã làm hàng rào sắt xung quanh hết rồi, kín luôn. Đây, cái hàng thấy kín hết luôn nha cái hàng ơi. Được đúc một khoảng 1m2 thôi và làm kín hết rồi. Cái hàng phơi đồ ở đây một lát là khô thôi. Và có làm một chiếc dây dù để chúng ta phơi đồ này, rất hay luôn. Quý hàng ơi, còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ đến số điện thoại đang hiển thị màn hình 0933 830 756 để được Bá Hưng dẫn đi xem và sở hữu căn nhà này nào. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý hàng hãy xem video, hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like và chia sẻ. Hoặc là quý hàng hãy cho một bình luận để cho Bá Hưng có thêm sự tín nhiệm hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.